Sheffield United bị tước bỏ một bàn thắng hợp lệ trong trận gặp Aston Villa khi mà Gonlay gặp lỗi trong tình huống thủ thành của Villa đã ôm trái bóng qua vạch vôi rõ ràng. Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở cuối hiệp 1 khi thủ thành Ozan Nilan của Villa đã ôm trái bóng qua vạch vôi rõ ràng sau pha sút phạt của cầu thủ Oliver Norwood bên phía Sheffield United. Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver đã không công nhận bàn thắng. Đáng buồn cho Sheffield United, công nghệ được áp dụng cho trận cũng không ủng hộ đội khách. Công nghệ xác định bàn thắng goal line mất lỗi kỹ thuật một cách khó hiểu, trong khi VAR cũng không can thiệp ở tình huống này để tư vấn cho trọng tài chính. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong bóng đá, ngoài các yếu tố chuyên môn thì may mắn cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đôi khi dù không phải làm gì, bàn thắng vẫn tự đến một cách rất bất ngờ mà không ai có thể nghĩ tới. Hôm nay hãy cùng chúng tôi kiểm chứng điều đó với những pha lập công từ trên trời rơi xuống được ghi bởi những cầu thủ may mắn nhất hành tinh nhé. Được mệnh danh là sát thủ số 1 trong vòng cấm, thế nhưng cũng có lúc Ronaldo xử lý tệ như thế này. Sau đường căng ngang dọn cổ của Cancelo, CR7 chỉ cần cú đệm bóng căn bản để có thể đưa được bóng vào lưới trống. Thế nhưng không biết bằng cách thần kỳ nào đó, siêu sao người Bồ lại dứt điểm hụt rất khó tin. Tuy nhiên lần này may mắn vẫn đứng về phía Juve khi Mandzukic đã có mặt đúng lúc để ghi bàn và sửa sai cho người đồng đội của mình. Mặc dù hơi đau một chút, thế nhưng sự hy sinh bất đắc dĩ của Higuain đã giúp cho Argentina có được bàn thắng. Trong nỗ lực pressing ở sát vòng cấm, Higuain đã bị ăn thẳng một trái bóng vào mặt sau cú phá bóng của đối thủ. Thế nhưng điều này lại vô tình trở thành một đường kiến tạo tuyệt vời khi giúp Messi có bóng ở tư thế quá trống trải. Đối mặt với thủ môn của Peru, Mbunga không quá khó khăn để điền tên mình lên bảng tỷ số. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những bàn thắng ma nổi tiếng và khó tin nhất trong lịch sử bóng đá nói chung và giải Bundesliga nói riêng. Sau đường tạt bóng của đồng đội, Stefan Kjaerslin bật cao đánh đầu và đưa bóng đi ra ngoài mép lưới. Tuy nhiên, pha dứt điểm này lại khiến bóng lọt qua đúng phần lưới bị rách rồi tự lăn vào lưới. Trước sự ngỡ ngàng của cầu thủ hai bên, bàn thắng này vẫn được công nhận và Kjaerslin thực sự đã rất may mắn. Có lẽ các cầu thủ Tottenham chỉ biết than trời sau khi bị thủng lưới từ pha bóng quá may mắn như thế này. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Hazard, bóng bật ra đúng vị trí mà Kanté đang đứng trước. Ngay lập tức, ngôi sao người Pháp tung ra cú volley đầy uy lực hướng thẳng về phía khung thành. Như được lập trình từ trước, bóng lần lượt đi qua xỏ háng của hai cầu thủ bên phía Tottenham trước khi lọt qua tiếp hai chân của thủ môn Lloris để trở thành bàn thắng. Nhìn biểu cảm của Van Dijk, chúng ta có thể hiểu được anh đã thất vọng thế nào với pha xử lý lỗi của mình. Thế nhưng cú volley tệ hại đó lại vô tình mang đến một bàn thắng cho Liverpool. Lỗi sai lần này tới từ thủ thành Pickford khi anh đã không thể bắt gọn trái bóng sau pha dứt điểm lên trời của Van Dijk. Và chỉ cần chờ có thế, Origi đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu vào lưới trống rồi ghi bàn cho The Cop. Không cần một chút nỗ lực và tài năng nào, siêu phẩm để đời này của Mohamed Diame lại đến từ pha chạm bóng không hề có chủ đích. Trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương, bóng tìm đến đúng gót chân của tiền vệ người Pháp rồi bay về phía khung thành.
Diami khi đó đã chạm bóng một cách khá bị động và không hề có chủ đích dứt điểm, nhưng trái bóng lại bay thẳng vào góc chữ E rồi trở thành bàn thắng trong sự bất lực của thủ môn bên phía Reading. Có sự giúp sức khá nhiều từ may mắn, thế nhưng không thể phủ nhận rằng Chris Wood đã nỗ lực pressing thì bàn thắng mới có thể tìm đến với anh. Bắt nguồn từ pha phá bóng lỗi của thủ môn Watford, bóng đập đúng vào mặt của Chris Wood rồi bay vào goal một cách cực kỳ may mắn. Mặc dù cảm giác bị bóng đập vào mặt không hề dễ chịu chút nào, thế nhưng tiền đạo nào cũng muốn có một pha lập công kiểu như này phải không nào? Sẽ không hề quá lời khi nói rằng đây là một bàn thắng may mắn và hài hước nhất trong lịch sử Premier League. Sau đường tạt của đồng đội, bóng tìm đến Darren Friend và cựu tiền đạo của Sunderland ngay lập tức tung ra một cú volley một chạm. Thế nhưng trái bóng sau đó lại bất ngờ bật vào một quả bóng đồ chơi khác đang xuất hiện ngay trước vòng cấm rồi đổi hướng. Cú dứt điểm của Darren Friend sau đó đổi hướng bay vào goal và vẫn được công nhận dù cho sự phản đối kịch liệt của các cầu thủ Liverpool. Nếu như thi đấu với điều kiện sân bãi tốt như hiện tại, bàn thắng đầu may mắn này của Savan Collymore sẽ không bao giờ xảy ra. Cú dứt điểm từ xa của cựu cầu thủ Liverpool rõ ràng là không có gì nguy hiểm khi bóng đi chậm và hướng thẳng về vị trí của thủ môn. Thế nhưng ngay khi thủ thành đối phương chuẩn bị ôm gọn, trái bóng lại đập vào một mô đất ở trước mắt rồi bay vào goal theo cách rất khó tin. Thường xuyên được tung vào sân từ ghế dự bị, cái duyên ghi bàn của Chicharito là điều rất khó để lý giải và tình huống này sẽ là ví dụ cực kỳ điển hình cho nhận định trên. Sau đường căng ngang thuận lợi của Valencia, tiền đạo người Mexico bất ngờ bị mất chân trụ và trượt ngã. Thế nhưng nhờ có may mắn, Chicharito dù dứt điểm thẳng vào mặt mình nhưng vẫn đưa bóng lại bật gôn trong sự bất lực của hàng thủ Chelsea. Những tình huống ghi bàn rất may mắn phần nào đã lý giải sức hút khó cưỡng của môn thể thao vua phải không nào? Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.